Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho bài luyện tập 3, trang 7, sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm những cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau và sử dụng tính chất cơ bản của phân số để giải thích kết luận. Ở đây cô gồm có 4 phân số. Phân số đầu tiên là 1/5, -10/55, 3/15 và -2/11, đúng không ạ? Vậy trước tiên cô và các em sẽ cùng đi ôn lại về tính chất cơ bản của phân số. Các em sẽ mở lại cho cô phần sách giáo khoa ngay phía trên, phần đóng khung màu vàng. Rồi ở đây chúng ta có tính chất cơ bản của phân số bao gồm hai tính chất. Tính chất đầu tiên này, nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác không thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Nghĩa là a phần b sẽ bằng a nhân m phần b nhân m với m thuộc z và m khác không. Tính chất số 2, nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được phân số bằng phân số đã cho. Cụ thể là a trên b thì bằng a chia n phần b chia n với n là ước chung của a và b. Vậy bây giờ cô và các em sẽ vận dụng tính chất cơ bản này để chúng ta sẽ tìm và giải thích xem là những cặp phân số nào bằng nhau trong bài luyện tập 3. Rồi, đầu tiên là chúng ta có thể quan sát giúp cô phân số 1/5 và phân số 3/15. Đây, ở đây cô có 1/5 và 3/15. Thì cô thấy rằng nếu như cô nhân cả tử và mẫu của phân số 1/5 với 3 thì cô sẽ được phân số mới chính là phân số 3/15. Vậy thì chúng ta sẽ được phân số đầu tiên, cặp phân số đầu tiên bằng nhau, đó là 1/5 bằng 3/15, đúng không ạ? Vậy ở đây cô sẽ trình bày lời giải chi tiết như sau. Ta có 1/5 thì cũng chính bằng là 1 × 3 trên 5 × 3, đúng không ạ? Đây chính là tính chất cơ bản của phân số và nó chính là tính chất đầu tiên. Nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một phân với cùng một số khác không thì ở đây cô sẽ được là 1 × 3 chính là bằng 3 phần 5 × 3 là bằng 15, đúng không ạ? Vậy là cô được cặp phân số đầu tiên bằng nhau, đó chính là 1/5 và 3/15. Vậy suy ra 1/5 bằng 3/15. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục quan sát cho cô phân số -10/55 và phân số -2/11. Nếu như cô chia cả tử và mẫu của phân số -10/55 cho 5 thì cô sẽ thu được kết quả chính là phân số -2/11, đúng chưa ạ? Vậy thì cặp phân số tiếp theo bằng nhau chính là -10/55 bằng -2/11. Vậy cô có này, -10/55 sẽ bằng, rồi chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 5, đúng không ạ? Vì rõ ràng 5 chính là ước chung của cả tử và mẫu rồi. Trên 55 chia cho 5 và cô thu được kết quả là -10 chia cho 5 là chính bằng -2. 55 chia cho 5 là được 11. Vậy thì cô cũng kết luận được rằng -10/55 bằng -2/11, đúng chưa ạ? Rồi như vậy là bằng tính chất cơ bản của phân số thì cô và các em đã cùng tìm ra và giải thích cho phần kết luận của mình. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.